anh em, hôm nay thì mình sẽ vào đây chơi tựa game mình nghĩ là rất nhiều anh em biết rồi Ở cung fan của bếp Thì vốn mình hôm nay đang có số vốn là mình nghĩ là cũng khá là nhiều hơn anh em Thấy vừa phải nó năm mê thôi Thì mình chơi anh em biết rồi, cu phân của bếp trước đó ấy, Nó có vụ đó là nó bịp người chơi bằng cách đó là Gần mỡ ra rồi thì nó sẽ đổi sang anh em Cho nên nó đổi có thể một giây, vài giây nó đổi được liền anh em ạ à nên chơi gì như vậy thôi anh em phải hiểu rằng game gì online game gì nó có bịp thôi anh em ạ à. cho nên em chơi gì chơi đừng có bao giờ chơi nghĩ rằng là nó dễ ăn game gì nó khó ăn cả thôi anh em ạ à. không có con game gì mà có dễ ăn đâu ai chơi mà chả muốn ăn nó anh em nhưng mà ai ăn được nó đó là cái quan trọng thì mình mình thường chơi theo kiểu đó là anh em trước đó anh em thường chơi theo kiểu ăn non đúng không anh em nạp vào năm mê ăn một vài mê nghĩ đúng không nhưng mà anh em đâu biết rằng là năm 5 ngày anh em thắng ấy không bằng một ngày anh em thua Cho nên mình hôm nay mình đánh theo phương pháp khác hôm nào mình chấp nhận thắng 5 mê nào vào 5 mê thì mình chấp nhận thua 5 mê và thắng 5 mê mình mình thường chơi poker hoặc chơi bài tiến lên miền Nam poker này mình thường chơi ít thôi bởi vì sao poker này anh em biết rồi lên rất nhanh đó hai ván đầu thua cả hai anh em kìa đèn không đèn chứ ba ván thua cả ba luôn chịu Như vậy gọi là đen đấy anh em Thuột chuỗi luôn này còn một mê luôn đấy anh em ạ Mày vẫn đéo là nó thắng này Thắng một cái là về bờ luôn đó anh em thấy không Lên nhanh lắm anh em ơi Nhưng mà xuống rất nhanh Cái gì nó có hai mặt của nó thôi anh em ạ Không có chuyện là dễ ăn với nó đâu Đừng có bao giờ nghĩ là nó dễ ăn nhặt 66 rồi anh em này Tháng 1 6 rồi đấy Nhưng mà tí là thua lại bình thường Nhưng mà tí là thua lại là quá bình thường luôn Không có gì mà khó hiểu Nếu mình thua lại rồi nha Mình đã chấp nhận cái điều đó rồi Bởi vì chơi ấy Trước khi chơi game hên xui thì mình luôn hiểu rằng là Game nó khó ăn Nếu mà dễ ăn thì người nào cũng đánh Mới làm giàu rồi à Đây này ngon này tá mê này thôi ra đây Chuyện bài tiến lên anh em ơi Bởi vì sao bởi vì khi anh em ăn được tầm Trên 5-100 vốn này anh em đấy năm phần trăm vốn là bao nhiêu là 20 năm đúng không trên 5 phần trăm số vốn này, anh em nên là anh em khác đó là kinh nghiệm chơi với mình nha bởi vì thường khi anh em ăn trên 5 phần số vốn ấy khả năng cao lúc đấy nó bắt đầu nó soi anh em đấy anh em ạ à. Cho nên chơi gì như vậy phải hiểu rõ luật chơi nó mỗi lần chơi anh em biết rồi khi chơi ấy anh em đều chắc chắn đều bị nó soi ở thôi có game nó soi ít có game nó soi nhiều nhưng mà mình đảm vào một trăm phần trăm với anh em là game nào nó có soi nha cho nên chơi anh em phải gọi là thật bình tĩnh cho mình đi từ nha đây rồi ôi phải đạn kìa mình quên không sẵn sàng tự nhiên nó ra nó trắng luôn cái game lìn này chứ chơi thế bố thằng nào chơi dại được tụi mày đen thì chịu thôi anh em ơi không biết đèn này là nó soi không biết à, à nó đèn thật thế nhỉ quá đèn luôn anh em ạ đèn quá ấy chứ Đen thế chịu rồi anh em ơi à, Đôi gì nó còn có kìa đội át luôn Chịu rồi Để Biết đường đánh 3, 4, 5 mía rồi anh em Vãi đạn thua luôn nên nhé Nó biết ngay mà Biết ngay mà Đen gì mà đen vậy ta chịu rồi anh em ơi Thôi đéo đánh game đấy nữa Đánh game poker tiếp thôi Nói anh em thấy không Trên 5 m Ăn dưới đắn tầm 50% số vốn Mình dễ bị soi ngay à Mình biết điều đó rồi anh em À nó kìa Đánh chùa nó toàn rắp bích kìa Mẹ tụi mày chứ Chơi với bố con thằng nào chơi lại tụi mày Chơi bịp quá anh em game Bịp quá Má à, cà ra đã át anh em kìa Chịu thôi biết làm sao giờ anh em ơi Lúc này ăn ăn như vậy mà bây giờ còn thua lại được nữa Chịu rồi Năm ra hai anh em kìa Ôi may bán này big ra big này Khá nhiều anh em nghĩ rằng là vang nó không ra big nữa đúng không Nhưng mình mình thường đánh ngược lại theo suy nghĩ của mình bởi vì thường thường anh em đánh xuôi theo suy nghĩ anh em thường anh em thua đúng không? Bình thường như vậy thôi anh em ạ Đây này Không biết nó lên nỗi 10 mê không? Vãi đạn đó anh em thấy không? Cứ gần lên 5% là bắt đầu nó sẽ cho xuống ngay anh em ạ Ăn quá 5% đó anh em thấy không? Mình nó có sai đâu Mình nó có sai đâu anh em Đấy anh em thấy không? Lên 5% vốn đi Là lúc đấy anh em khả là anh em thua lại là điều bình thường thôi anh em ạ cho nên đừng có bao giờ khó hiểu vì sao mà cứ ăn được trên 5 phần trăm số vốn anh em nạp vào lúc đó anh em dễ dễ thua lại cho nên lúc đó thì mình khuyên anh em dí cho anh hôm nói anh em chấp nhận ăn 5 mê và chấp nhận thua 5 mê thì lúc đấy anh em sẽ nạp vào 10 mê thì lúc đấy anh em ăn 5 mê nó sẽ dễ hơn nhưng mà nếu thua 5 mê đó thì anh em phải dừng nha đó là cách chơi mình nếu mình muốn ăn số vốn nào đó thì nó sẽ hay hơn nó là cách khắc phục nha đây này bây giờ lên 10 mê rồi anh em ơi việc gì mà mày chơi nữa đúng không công nhận một điều ấy bây giờ mình chơi ấy mình có thể thắng thắng to thắng to nữa nhưng mà một cái điều song song với nó là một... anh em rất ít khi để ý đó là lỡ may nó thua rồi sao em công nhận điều đó không thắng thì không nói nha nhưng mà lỡ may nó thua hay sao em công nhận điều đó mình không thường thường anh em cứ nghĩ đến đó là nó sẽ thắng thôi nhưng em đâu biết rằng là lỡ mai nó thua thì sao đúng không chơi thì chắc chắn rồi anh em ạ à. có thắng có thua không thể nào mà thắng mãi được và đương nhiên cũng không thể nào mà thua mãi được đâu nhưng mà chơi đánh cái game này chơi có thắng có thua thôi nếu thắng được gì ok anh em ngon còn thua thì anh em phải chấp nhận nhưng mà bây giờ ấy mình là thắng rồi việc gì mình chơi nữa chơi thì công nhận là bây giờ mình chơi ấy, có thể mình thắng đấy công nhận anh em công nhận điều đó với mình không có thể mình thắng to đấy nhưng mà lỡ may thua thì sao tốt nhất anh em đã đạt được cái mục tiêu ban đầu anh em rồi tốt nhất em nghĩ đi bởi mình hiểu rằng rất nhiều anh em cứ nghĩ rằng là đó là khi đã lên được rồi anh em bắt đầu là sẽ theo kiểu đó là thôi đánh xíu rồi đi đánh xíu rồi đi nhưng mà khi anh em đánh xíu ấy thắng thì không sao nha nhưng mà thua một cái thì chắc hẳn anh em sẽ một điều 100% với anh em luôn Đó là lúc đấy anh em sẽ bắt đầu là Nói thôi Nghĩ, nghĩ, nhưng mà anh em không nghĩ đâu Anh em thường là chơi tiếp Và từ đó anh em còn một cái nít Anh em ạ <laughs> Nên chơi cứ bình tĩnh anh em ơi nha Thôi mình nghĩ là thắng như vậy đối với mình là quá là ngon rồi Cho nên mình không tham nữa, anh em ạ Bởi vì mình biết rằng là Nếu tham ấy Mình chắc chắn sẽ ra đạo lại dễ lắm Nên nghĩ anh em ơi nha